Nữ ca sĩ Henny của nhóm nhạc New Jeans là một trong những nghệ sĩ gốc Việt đang nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi khán giả, đặc biệt là khán giả Việt Nam, bởi ngoại hình quấn hút cùng với tài năng đột phá. Thế nhưng mới đây thì gia đình của cô lại bất ngờ bị phát hiện ra một bí mật động trời khiến cho nhiều người phải quay lưng. Nhóm nhạc New Jeans vừa mới ra mắt mới đây đã khiến cho fan K-pop chấn động vì sự đáng yêu của các thành viên. Trong đó thì thành viên Henny có ba mẹ là người Việt Nam, đặc biệt được fan Việt chú ý hơn cả. Thế nhưng mới đây thì tin đồn về gia đình gốc Việt của nữ idol lại khuấy đảo mạng xã hội khi từ những bằng chứng đưa ra cho thấy gia đình của cô có quan điểm chính trị thiên về ủng hộ với chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thông tin này thì trái ngược hoàn toàn với những gì mà tài khoản Twitter New Jeans Honey từng đưa ra như sau. Nhiều người Việt Nam lo lắng về vấn đề chính trị vì gia đình Honey sống ở nước ngoài, đừng lo lắng gì hết, không có gì đáng quan ngại đâu. Đây cũng là tài khoản đầu tiên mà tung ra những hình ảnh trước khi ra mắt của Henny. Trước sự phản ứng dữ dội đến từ cộng đồng mạng thì tài khoản được cho là mẹ của Henny đã phải khóa lại, còn về phía công ty quản lý của Henny, đơn vị này cũng chưa lên tiếng về vấn đề. Được biết thì bố Henny đến từ Hà Nội và mẹ thì đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Henny sống ở Úc trước khi sang Hàn Quốc, từng vài lần về Việt Nam du lịch. Trước đó thì có nhiều nguồn tin tiết lộ rằng cô sinh ra tại Việt Nam và cùng gia đình sang Úc nhập cư vào khoảng những năm tiểu học. Vào tháng 10 năm 2019 vừa qua, ở độ tuổi 15 thì Henny đã vượt qua vòng thi tuyển và trở thành thực tập sinh của công ty giải trí Ador trong vòng 2 năm rưỡi. Đến giữa năm 2020, Henny đã ra mắt với vai trò là thành viên của nhóm nhạc New Jeans. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi thông tin này. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé.